Xin chào và các bạn, mình là mơ của Net Channel. Thì hiện tại là mình đang có mặt ở bên Set Global thì là trong tuần này á là Set Global là sẽ đua con OG Semi 15. Ở bên Set Global Trung thì nó gọi là con Rambay Semi tức là Semi bạo loạn là cái con võ sĩ cuối cùng trong bộ 3 CS mà phiên bản OG ở trong cái 15. À, thì hôm nay là cái video này mình sẽ kiểu như là phân tích cho các bạn nghe về những điểm mạnh và yếu của con Semi này và đồng thời là kiểu như là mình sẽ đưa ra cái lời khuyên cho những bạn nào mà hay hỏi mình ở trên live là à, con sơ mi này chơi ngon không hoặc là có nên lấy con sơ mi này hay không hoặc là tim tim nào thì hợp với con sơ mi hoặc là sơ mi dùng hồn lực nào thì cái chuyện mà dùng hồn lực nào thì là mình không nói được tại vì là mình không phải là người chuyên gia về build hồn lực ngay cả bên sẹt vơ hàng mình chơi sẹt vơ hàng là sẹt vơ mà có hồn lực năm á nhưng mà mình cũng chỉ kiểu như là mình build cho có chứ mình không có kiểu như là tìm hiểu chuyên sâu về cái hồn lực đó tại vì đó giờ ở bên mình chơi sẹt mua hàng cũng là khoảng sáu bảy năm rồi nhưng mà mình không có chú trong không có chú trọng vô cái việc đó. đó thì mình chỉ là biêu hồn lực gần đây thôi thì mình có lấy cái bí điển rồi kia kiểu như kiểu như bí điển nó mới là, là nó mạnh thì cho con cơ la mười cầm đó rồi còn nói chung là về các bạn thì mình sẽ cho các bạn biết về những cái ý kiến về cá nhân mà mình đã sử dụng con sơ mi này ở bên sẹt mua chung thì để nói chung là sơ mi này về những sẹt mua khác thì mình thấy hình như là một kỹ năng của nó là không có thay đổi không thay đổi mà hiện tại là con sơ mi 15 này ở bên cô chung là nó đã gọi là ao meta rồi Thì sơ mi là bên sẹo chung trung là nó ra là tầm khoảng là tháng 3 là sau con bốt Tết là cao phải là tháng 2 Thì là từ tháng 3 mà cho tới bây giờ tháng 8 mà coi như cũng là 5 tháng nhưng mà thật ra con sơ mi nó đã ao trước đó rồi nói, nói chung là cái dòng đời của con sơ mi là rơi vào tầm khoảng là uh, Chắc là mình nghĩ là tầm khoảng là 3 tháng hoặc nếu mà Xài lâu hơn tí là chắc là 4 tháng là có nghĩa là từ tháng 3 là cho tới là trước Meta là Google á Trước Meta con Google tối thường á cái con Sumi mình đã thấy ít người dùng rồi. Rồi ok đây là con Ochi Sumi 15. Ờ à, chúng ta sẽ điểm sơ về cái uh, tạo hình là vẫn là một cái mái tóc uh, uh, kiểu như là che mất là cái đôi mắt mà đầy bí ẩn của con Sumi. Ờ uh, ngoài một cái uh, tâm tâm hồn mà 92 này, nó, nó 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 to và chạp á như vậy nè, nó nó to to như vậy nè, đó. À, rồi hoặc là cái skin là cái uh, thiên sứ sa ngã thì nó cũng rất là ok, rất là bắt mắt thì là nói chung là sơ mi này là trừ những bạn nào mà kiểu như là có nhiều tài lực nè tiềm lực nè hoặc là tim tim kiểu như là chơi theo tay luôn, cũng nghĩa là con nào cũng lấy mà con nào cũng nuôi tốt được thì là những bạn đó thì không nói à, nhưng mà còn riêng về những cái bạn hoặc là những bạn mà chơi tim nữ thì ok những con nữ thì hốt đúng không những con nữ thì hốt còn những bạn nào mà kiểu như là kinh phí eo hẹp hoặc là kiểu như phải thắt lưng buộc bụng hoặc có nghĩa là không có thể là nuôi được nhiều con cùng lúc thì là liệu của sơ mi có đáng chơi không rồi chúng ta sẽ điểm qua những cái điểm mạnh và điểm yếu của con sơ mi. Đầu tiên chúng ta sẽ nhìn là cái phần duyên. Nói chung là con sơ mi này là cái duyên của nó là khó nha, khó tại vì cái duyên này nè, cái duyên hai này nó còn có con Benny 15 mình nghĩ là chắc là nhiều người sẽ có nhờ cái con Bola nè. Con Bola này thì là kỳ rồi vừa mới đua rồi cũng không có nhiều người chơi. Đó thì là con Bola này chắc là sẽ ít người ấy con sẽ bị mất một duyên. Còn nếu như mà bạn chơi cả ba bộ ba mà CS mà phiên bản OG này thì là lấy thì sẽ được cái duyên một. Nói chung là con sơ mi này sẽ chơi được nếu như bạn có con thổ là con Oji Yashiro nè tại vì con Yashiro là cái con duy nhất mà nó bút cho con Sumi với lại con Trit có nghĩa nếu như mà bạn có con Oji uh, Yashiro rồi á thì bạn chơi con Trit của con Sumi nó sẽ có lợi hơn còn nếu như bạn không chơi con Yashiro rồi thì bạn lấy con Sumi về đồng ý nó sẽ bút thêm được cái khu vực cho tim đúng không cái domain nha à, mình cũng nhắc lại một lần nữa là về cái domain này ở đây nó ghi nè là có khả năng mở rộng cái cái lãnh địa ở dưới chân và cái lãnh địa này nè, cái khu vực này, này nè, nó sẽ đem một vài cái bút cho võ sĩ đồng minh Theta mỗi một team á, là chỉ có được một cái khu vực ở trên sân tại cùng một thời điểm thôi cái trò mà một khu vực trên sân tại cùng một thời điểm này nó chỉ bắt đầu là từ con rap 15 con rap 15 con chia 15 và con semi 15 này là nếu như mà bạn xài ha, kiểu như là hai trong ba con này trong team á, thì nó sẽ không thể có một khu vực nào trừ khi một trong hai con nó chết một trong hai con nó chết thì là cái khu vực kia còn lại nó sẽ mới được hiển thị còn nếu như mà hai con cùng với nhau thì là khu vực nó sẽ bị triệt tiêu nó không giống như là bốn cái con đời đầu này, giống như là con Yasuo 02 nè, Eli 11 nè, Dolon 13 là con Isla nè ví dụ bạn xài cả bốn này cả bốn con này trong team nha nếu mà con Uchi đúng không con Yasuo nó đọc chiêu nó sẽ lên khu vực con Eli tuyệt kỹ sẽ có khu vực Dolon thì tuyệt kỹ sẽ có khu vực Isla sẽ có tuyệt kỹ nói chung là mình không có nhớ rõ cái điều kiện nhưng mà đại khái là vậy á thì nó sẽ ưu tiên cái khu vực của cái con nào mà mới nhất nhưng mà bạn xài cả bốn con trong team đi đúng không mới đầu con thổ đi nó ví dụ con xa Rulon này kia eli chưa có nộ thì con thổ độc chiêu nó sẽ lên khu vực của con thổ trước mà nếu mà con tiếp theo mà con eli nộ thì nó sẽ lên cái khu vực của con eli đó thì nếu mà nếu mà bạn dùng cái cơ lỗi á bạn cho eli nổ trước thì sẽ lên khu vực của eli nó sẽ đè mất khu vực của con thổ nhưng mà vẫn có khu vực nha không phải là triệt tiêu lẫn nhau mà nó là thay thế đó chữ thay thế nó khác với cái, cái chữ mà triệt tiêu rồi tới chừng mà Rulon nó nổ đi nó sẽ đè lại cái khu vực của Dulon sẽ đè lại khu vực của con Eli do Rulon là con đa sao mà cuối cùng Isla Isla nổ xong sẽ ra cái khu vực mà À, cái gì cái gì cái gì giấc mơ muôn màu đó, à, đó kiểu kiểu vậy ra mà nó sẽ đè còn nếu như bạn xài isla rap chia nè nó bạn xài ba con chung thì là nó sẽ triệt từ khu vực luôn nó mất luôn nó không hề có tại vì từ con rap nè ở trong một kỹ năng con sư mỹ đã có ghi rồi à. nè trong kỹ năng nội tại này. nè nè À, nếu như mà có nhiều hơn một cái võ sĩ mà có cái bộ kỹ năng mà có khu vực á, mà ở trong tim của bạn thì là tất cả các khu vực nó sẽ không nó sẽ không thể, hiện ra luôn đó phải là một trong những con nó chết thì cái con còn lại nó mới có được cái khu vực rồi chúng ta nói về cái phần duyên rồi đúng không rồi bây giờ chúng ta sẽ nói về cái những cái tắc này thì là nó có cái gì mà khiến cho con sơ mi này nếu như bạn nuôi thì cũng được nha nó có cái bại huyết sepsis xít, bên này nó dùng chữ xít có nghĩa bại huyết thì bại huyết là nó sẽ phá cái thanh máu À, với cái lượng mà võ sĩ bây giờ hiện tại nè đang có khóa máu cực kỳ kinh khủng thì cái chuyện mà gây bại huyết đó, nó sẽ làm cho cái võ sĩ đó nó dễ lên nội tại hơn dù các bạn ấn tượng đi là một cái cây máu là một trăm phần thì những con như ca phẩy là sẽ khóa máu ở hai mươi đúng không thì nó sẽ có một cái khoảng ở chỗ hai mươi đó còn nếu như mà bạn có nghĩa là bạn phải đánh con ca phẩy nó chạm xuống cái 20 đi mình nói giả dụ nha nó giả dụ mà đánh chạm dưới 20 đi thì con ca phẩy nó sẽ hồi máu lại đó thì bình thường nó sẽ hồi lại full cây luôn còn khi mà bị dính bại huyết sẽ phá mất một phần là sơ mi này như là gây sắc uh, gây bại huyết là bằng như là 10 trăm máu đã mất của võ sĩ đó thì sẽ bị bại huyết là cho tầm khoảng là 10 phần trăm thì nguyên cây pha cái máu của ca phải nó chỉ còn có 90 phần thôi đó thì nó sẽ giảm làm giảm ít lệ hồi phục cái võ sĩ đó làm cho cái con đó bị đánh nó dễ dễ lên nội tại hơn đó thì là một cái một cái gọi là cũng ok nè rồi còn cái phá khiên đây cái phá khiên này thực ra là ở bên sẹt chung cái thời điểm đó là có hai con khiên rất là mạnh là con Lily Kane và con Benny 15 thì Benny 15 là cái độ quá của nó là là không cần phải bàn rồi với cái trò mà ngắt lực cực kỳ khốn nạn và mất dạy luôn đó thì là nó sẽ làm kiểu như là tiêu có nghĩa là nó làm thay đổi cục diện có nhiều trận đấu là chỉ cần một pha mà Benny nó ngắt lực khôn nó đánh xong nó ngắt lực là team mình đánh thêm một lượt nữa trong khi team kia kiểu như là bị mất bút đồ này kia các thứ đó thì cái phá khiên này á nó chỉ tác dụng lên những võ sĩ đang có khiên Bây giờ hiện tại là con liuken mình thấy ở bên server Global này cũng ít người sử dụng rồi Tại do liuken về server này nó khác được chảy máu Không bị chảy máu nhưng mà vẫn bị ba cái sát thương đốt từ lửa của ca phải bên trên là cái chuyện mà Dùng cái 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 cái, cái chiêu mà phá khiên của Sermin này để giết liuken thì nó hơi phí Có nghĩa là con Sermin này là một cái con ra sao thì nó sẽ đè cái con ra trước Mà trong khi con liuken nó cũng đã cũ rồi Nếu như bạn lấy cái con Sermin này về chỉ để phá cái khiên của con liuken thì nó cũng không ngon Có nghĩa là mình dùng một võ sĩ để mình đổi mạng một võ sĩ thì kiểu như là nó cũng không lời mà trong khi con Lycan nó lại là một con cũ rồi phải như mà cái đội giai đoạn mà con sơ mi mà có nhiều con có khiên hoặc là những con sắp ra mắt mà có khiên á thì là lấy con semi này về nó sẽ có lợi mà trong những cái con mà sơ là ra mắt vào tháng 3 đúng không bao la mà sẽ coi chung vào tháng 1 này rồi, rồi tới ca phải tháng 2 rồi con sơ mi tháng 3 rồi cuối tháng 3 là ra con Cura 15 rồi ra con billy 15 rồi Maxima 15 rồi con Rock 15 tất cả những con nó đều không có khiên. Với chính là lấy con sơ này về thì bên server này thì nó lại kiểu như là không có nhiều đất diễn rồi thì chúng ta phải nói về cái truy kích thì là con sơ này mà mà khi mà lên lục môn á thì là cái tuyệt kỹ của nó s của nó là auto chí mạng mà khi mà nó đã tuyệt kỹ trí mạng rồi á, thì nó sẽ được hồi là một ngàn nộ để nó tuyệt kỹ thêm một lần nữa hoặc là khi mà nó đọc chiêu á đọc chiêu và chí mạng nó sẽ truy kích cái đọc chiêu nó thêm một lần nữa có nghĩa là con Sumi này sẽ được gần như sẽ được hai tuyệt kỹ và hai đọc chiêu đó đó là những cái điểm mạnh của con sơ mi và cái chuyện mà con sơ mi này mà nó được hai nổ là một phần để giúp cho kéo nổ cho con ca phẩy tại vì mà khi mà đồng minh mà tung tuyệt kỹ thì ca phẩy sẽ hồi lại được 130 nổ thì giúp ca phẩy nó kiểu như là có con sơ mi này nó sẽ lên nổ nó sẽ dễ hồi nổ hồi lại nổ hơn rồi ok chưa rồi à, tiếp theo chúng ta sẽ nói về cái vụ mà cái hồn hiệu nè thì con sơ mi này là xài hồn hiệu beauty có nghĩa là hồn hiệu nữ trang á thì đa số gần như rất là nhiều võ sĩ nữ 90 phần trăm võ sĩ nữ là đều sử dụng cái này mà sắp tới là sẽ mình nghĩ là tầm khoảng là nếu mà trễ anh à, nếu mà sớm là có thể là sẽ là Halloween và tầm vào khoảng là tháng 10 đúng không Halloween là tháng 10 có thể sẽ ra con la 15 và trẻ trễ lắm mà chắc là giáng sinh thì giống như cái đợt năm ngoái là ra con whip vậy để con 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 áp đó thì có thể là từ tháng 10 hoặc tới tháng 12 sẽ ra con cơ la mà kiểu như là tim bạn nếu như mà không có nuôi nhiều võ sĩ nữ á thì là bạn bạn lấy hai con về mà xài chung hồn hiệu thì nó còn đỡ còn nếu như tim bạn mà có dụ mà xài ba con nữ đi thì nó cầm cái hồn hiệu này làm làm cho tim kiểu như là mình mình khó dồn đồ cho một con mà đồng ý là con sư mi này cũng chỉ ở mức độ gọi là xài ok thôi chứ không phải gọi là bá về cái thang điểm thì là con kỹ mà phế nhất nửa đầu năm nay là nửa đầu năm 24 này chính là con bola khi mà cái s của nó chỉ là thêm có một dòng thôi mà cái dòng đó nó cũng không có thay đổi được nhiều nữa đó là con sơ mi là con bola cái con phế nhất con sơ mi này là chỉ là ngon hơn con bola và không bá bằng con cưa la đó thì theo như là thế như các bạn đặt trong cái toán học luôn có nghĩa là không thì nhỏ à, gì á à, một thì lớn hơn không nhưng mà nhỏ thứ hai đó thì là con sơ mi này chính là một con bola là không và con cưa la là không phải là hai đâu mà con cưa la phải là chín hoặc tới 10 điểm lần Tại vì cái độ bá của con Kula là nó cực kỳ kinh khủng luôn Khi nào mà bên sẹt này mà ra mắt con Kula đi thì mình sẽ làm một cái video là mình nói về là tại sao là Gần như là chúng ta là kiểu như chúng ta phải bỏ ngoài ta tất cả những võ sĩ khác Và chúng ta chỉ tập trung vào những con nào mà nên lấy và cần phải lấy Đó thì cái game này là nó là cái kiểu như là freestyle cũng không có nghĩa là bạn muốn build kiểu gì cũng được bạn muốn lấy tướng nào hoặc là bạn muốn nhét hồn lực nào tất cả nó đều được hết tại vì cái này là nó chơi là theo phong cách là tự do đó, nó không hề ràng buộc là ok là bạn phải đi theo người ta bạn đi theo ta thì là kiểu như là bạn sẽ dễ cạnh tranh với top hơn tại vì top uh, top server đó, là những người mà nạp nhiều là chơi game hay là nghiên cứu nghiên cứu kiểu như là tính năng võ sĩ rồi kia các thứ rất là nhiều thì họ sẽ lấy những cái con nào mà kiểu như là team của họ sẽ có lợi có nghĩa là có thể là do là họ quá mà đi họ quá già, để cũng như con nào họ cũng lấy nó cái dụ mà con này mà chơi kiểu như bỏ vô team không được thì họ lại tháo ra họ lại lắp con khác vô thì cái chuyện rất là dễ còn team mình kiểu như là mình chỉ là những người mà kiểu như là nạp ít nè hoặc là nạp không có nhiều dù mỗi tháng là chỉ nạp siêu tức hoặc cùng lắm là nạp thêm battle pass bat. thì có nghĩa là mình không có nhiều tài nguyên hoặc là không có nhiều kim cương thì mình phải suy nghĩ cực kỳ cẩn thận về cái việc mà mình mình, mình nên nuôi con nào thì nó sẽ tối ưu dù là trong team đi là tổng cộng có 6 con đồng ý biết là game chiến thuật đó nhưng mà bây giờ đó một con có sĩ nó không thể nào cân sáu được bởi cho nên là ít nhất là team bạn phải có bốn con ngon bốn cho tới năm con ngon thì một cái con mà bạn lấy từ lâu nhất thì nó sẽ là cái con cũ nhất thì nó sẽ là cái con yếu nhất trong team đó thì coi như là còn khoảng năm con thì trong chổng là gần như là ba con là ba con là cốt lõi vụ này mình kể là một con meta đó là hiện tại bên server này thì là vẫn là còn con ác 13 đúng không rồi cái con bot thì chính là con k phải 15 đó là thêm một cái con ngon nữa là có thể là con cư la 15 hoặc là nếu như ngày xưa bạn chơi con thổ hoặc con trí thì cái đó là chuyện đó là tùy đó có con còn lại thì gần như sẽ là một cái con mà kiểu như là một là hỗ trợ đi búp cho tim hai là kiểu như là búp cho tim đó đó nó kiểu là như vậy Cứ nghĩa là tim là sẽ có tới từ 3 cho tới gọi là bốn con là cốt lõi là bốn con đó là kiểu như phải build mạnh nhất còn hai con kia là kiểu như là chỉ là hỗ trợ hoặc cây đi bút nhẹ nhàng có nghĩa là nếu như mà hai cái con yếu đó mà nó chết thì là tim mình không ảnh hưởng nhiều đó còn bây giờ mình nói lại nè cái chuyện mà cái cái khu vực á là trong tim có nghĩa là nếu như mà có khu vực á thì tim mình sẽ được thêm bút nó có nghĩa là nếu như mà tim mình mất bút nhưng mà tim mình tiêu chuẩn thì tim mình vẫn có cửa để ăn được tim bạn nó không phải là cái khu vực là nó không phải là nhất thiết phải lấy tại khu vực của con sơ mi này đối với mình là mình thấy nó bình thường. À, từ con rap vừa con con sư rư và con sơ mi á thì mình thấy những khu vực này rất bình thường. Nó không thể nào mà ngon bằng khu vực của con Isla đồng ý là những khu vực nó đều búp những cái búp như nhau. Nhưng mà Isla thì là nó búp cái tường sắt cho đồng minh hàng trước. À, tường sắt là giúp tăng như là tối đa nếu mà cái cái khu vực Isla mà con level 3 đó là tăng 36% thủ và nó tăng cái 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 đột kích là cái strike cái hình cái kiếm màu trắng á là búp cho hàng sao là để tăng là tăng công là tăng cho tới 72% công là cực kỳ kinh khủng. Trong khi là tất cả những khu vực cái kiểu này nó cứ uh, khu vực nó sẽ búp chỉ số cơ bản là giúp là kháng chí mạng và tỷ lệ khống chế hoặc là miễn khống ấy. Nó, nó, nó kiểu như là nó là giống nhau cái phần đó. Nhưng mà về cái cái chuyện búp đó thì là mình thấy là con Isla cái khu vực Isla là khu vực con Dolon là ngon nhất. Dolon là còn thêm có cái trò là gọi là không đam cho một cái con võ sĩ đã nữa nói chung là rất là có lợi luôn đó thì là hai khu vực này là ít ra là ngon nhất rồi tới Dolon rồi tất cả những cái khu vực kia nó cũng chỉ là xem xem nhau nó cũng không có gọi là ngon lắm mà kiểu như là bắt buộc phải chơi đó là khu vực là chỉ bút cho team phe ta còn cái sàn á, bên sẽ bên này nó gọi là cái cảnh thì cái sàn cái sàn nó là bắt buộc phải chơi dù bạn muốn hay không tại cái sàn nó là nó phải gọi là nó thay đổi uh, nó thay đổi cục diện rất là mạnh tại do những cái sàn là nó có cái đi bút gọi là giảm tốc độ hồi nộ là cực kỳ kinh khủng à, bên này nó dùng một cái cảnh nào đó là sở hữu cái khả năng là thay đổi cái cảnh của chiến trường nè và mang tất cả effect có nghĩa là mang những cái hiệu ứng mà ảnh hưởng cả phe ta lẫn phe địch nó bằng cách thay đổi là cái hoặc cái cái cảnh của chiến trường tại cùng thời điểm đó chỉ có một cái cảnh này sẽ có hiệu quả cái câu này nó ghi là chỉ có hiệu quả nha chỉ có quả có nghề nếu như mà bạn xài dụng trong tim bạn xài cả 6 con này đi thì sẽ hiện cái con mới nhất là con ca phẩy có nghĩa là cái sàn thì nó sẽ đè sàn mới sẽ đè sàn cũ giảm công mới đè giảm công cũ nó không phải như khu vực khu vực là nếu như mà bạn xài khu vực mới thì nó sẽ triệt tiêu luôn có nghĩa là không hề có khu vực nào còn cái sàn là nó sẽ vẫn hiện diện Ví nếu như bạn chơi con kio với con con kula đi đúng không thì khi mà con kio nó tuyệt kỹ thì nó lên cái sàn còn khi mà con kula này tuyệt kỹ thì sẽ lên sàn con kula đó nó là như vậy có nghĩa là nó chỉ đè lên lẫn nhau thôi và nó sẽ lấy cái hiệu quả của cái sàn mà cái 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 con nào mà cái nội tại mà mới nhất ở trong tim đó là hiện tại là con K phải mà bao nhiêu bạn đọc con K 15 mười rồi nó giảm tốc độ hồi nộ rồi này kia các thứ rất là kinh khủng bởi cho nên là cái sàn là cái bắt buộc phải lấy còn cái khu vực là không cần thiết có tài nguyên hoặc có kim cương chơi thì được còn còn cái khu vực thì kiểu như là à, giống như mình ở khu vực có chơi cũng được không chơi cũng được còn riêng cái sàn này là bắt buộc phải chơi trừ khi là bạn chơi team gì giống như mình đó, thì mình bỏ con cao phải gì mình kiểu như là mình ăn hành thôi đúng không cả do cái mắc cao phải 15 nó má mà nhưng mà nói chung là chuyện đó là chuyện của mình tại do là mình thích như vậy mình thích chơi kiểu như vậy thì là mình uh, mình, mình, uh, mình 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 chọn cái lối đi riêng rồi ok bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nói về một số cái ấy của con sơ mi một số cái gọi là uh, còn gì nữa ta uh, sơ mi à bây giờ mình sẽ nói về uh, con sơ mi ấy, khi mà lên luật ngôn nó sẽ có một thêm một cái hiệu quả gọi là ion hóa mà 2.0 ion hóa 2.0 là sao là phiên bản kiểu như là nâng cấp của cái ion hóa 1.0 của con sơ mi 02 um như các bạn nếu như các bạn có quên á, thì là con sơ mi 02 um nó mỗi lần mà đánh nó xuống máu nó sẽ phản công hai ba lần và nó gây ion hóa lên cái vỏ xỉ đó là ion hóa lúc đó là 1.0 thì những cái con nào mà bị ion hóa mà đợi đầu 1.0 là nó sẽ kiểu như là gây không đam vào cái lần cái đòn đánh đầu tiên cái đòn đánh nó kể là tuyệt kỹ, đọc chi hoặc đánh thường nó sẽ là không đam, có nghĩa là ví dụ mà con trit không hai đi đúng không, nó bị dính cái ion hóa đi, thì khi mà con trit nó tuyệt kỹ á, thì cái tuyệt kỹ xong là tuyệt kỹ gây không đam thì nó sẽ mất cái không đam đúng không? thì con trit nó mà đọc chi hoặc đánh thường á, thì nó sẽ vẫn có đam lại, ok chưa? còn cái ion hóa hai 0 không của con mi á, là cái con mà bị dính á là trong một lượt đó nha, trong một lượt đó là tất cả mọi sát thương mà con nó gây ra sẽ giảm đi 70%. phần trăm nhiều bạn không biết nhiều bạn lại nói là cái em hóa hai không ngon mà em hóa một cái đó là điều đó là thật sự là sai lầm nha giống như con ca phải đi một tên bây giờ là hiện tại là cho là bây giờ là chắc là nó tung được chừng khoảng là năm cho tới sáu lần nổ không Đó năm cho tới sáu lần nổ thì nếu như bạn bạn chọn cái ông hóa nào y ông hóa như của con sơ mi không hai đúng không là con ca phải là tuyệt kỹ là năm lần đi thì lần đầu tiên là không đam mấy lần sau đều có đam đó còn còn con nếu mà cái em hóa của con siêu mi này á thì là cả năm lần tuyệt kỷ đều bị giảm về 70% nam. Giả dụ con ca phải nó gây ra là 10 triệu đồng đi, giảm 70 nó chỉ còn có 3 triệu thôi. Nó chỉ còn có 3 triệu đam mà nhân cho tổng cộng là tổng cộng 5 lần là con có phải là chỉ gây được 15 triệu đồng. Nếu mà so với cái em hóa 1.0 đúng không thì cái tuyệt kỷ đầu tiên là 10 triệu đi đúng không là không đam. Bốn cái tuyệt kỷ sau đều có đam là 40 triệu với lại 15 triệu. Đó mình chỉ nói là một cái một cái bài toán đơn giản thôi có nhiều bạn lại không hiểu, thật sự luôn không hiểu hoặc là tại do là con sơ minh này chưa lục môn thì ok đó thì là các bạn phải hiểu rõ là cái giảm đam là một dạng như là kích nộ giống như như là con cơ mười đó đúng không có nghĩa là khi mà con cơ la mười nó đóng băng những con lửa khi mà cái băng nó nó giải đúng không nó bị giải thì là những con lửa đó cái sát thương tuyệt kỹ nó sẽ bị giảm đi nếu mà tim mà à, tiêm một con lửa như là giảm năm phần trăm hai con là 15, lăm ba con là ba mươi bốn con là giảm như là sáu mươi phần trăm cái này nếu mà tim mà xài nhiều con lửa mà tung tuyệt kỹ mà khi mà bị con cơ la mà giải băng á cái băng nó bị giải là tung tuyệt kỹ là một chẳng khác nào là một cái dạng gọi là kích nộ nữa không, mà trong khi bây giờ võ sĩ là toàn khóa máu mà mình nổ mình kích nộ cho 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 tim bạn thì nó đâu có hay đúng không Vậy cho nên là cái ông gái con sư mi này về các bạn mà đánh giá là ok là được à, sư mi cũng là một cái con là về hiệu ứng cũng khá là ok nhưng mà trong cái thời buổi mà đậu phộng và cao phẩy và con áp nó tuyệt kỹ liên tục thì là cái cái hiệu ứng đối với con hiệu ứng của con sơ mi này nó không thực sự là không không gọi là ngon lắm nó chỉ ở mức độ là dùng được đó thì là nếu mà đánh giá thì nhưng mà nó nói là con Sumi mi này tầm khoảng là kiểu như là cho là uh, 8 hoặc là tám rưỡi có nghĩa là nó chỉ ở mức độ là xài được và ngon chứ chưa tới cái độ gọi là phải có hoặc là bá như là những cái con mà nhưng như, như mà nó là con cơ la mười năm hoặc là con cao phẩy hoặc con áp là những con đó là phải chơi luôn là mình bắt buộc phải chơi đó. còn về chuyện mà con sơ mi này cầm hộp năm nào thì nó sẽ hiệu quả thì là mình không biết mà như mình đã nói ngay lúc đầu là mình không phải là người chơi tính năng rồ mình chỉ biết phân tích một kỹ năng của võ sĩ thôi là dựa trên một kỹ năng hoặc là ví dụ những con đó mình nuôi hoặc mình ghép vào trong tim mình thấy nó hợp tim thì ok mình chơi đó, còn uh, có một cái video là cách đây mình làm chắc cũng phải một hai tuần rồi á thì là bên server hàng là top server là người đó là dùng cái hồ vật năm bí điển cho con sơ mi để hàng, ở hàng sau bí điển thì sẽ bút thêm cho võ sĩ là thêm cái gọi là uh, thêm cái gọi là giới hạn sát thương thì bản thân con sơ mi này cũng có khóa máu và mình nói lại cho các bạn luôn là khóa máu là sao là khi mà cái ống máu võ sĩ đó là một trăm phần trăm đúng không thì sẽ khóa ở hai mươi là có nghĩa là làm gì làm thì là khi bị ăn bao nhiêu đam một tỷ đam mười tỷ đam là một trăm tỷ đam thì là máu sẽ không bao giờ vượt được nó không bao giờ xuống dưới cái mốc cái mốc mà chỉ định khóa máu giống như sơ mi đi nó sẽ khóa máu ở bốn mươi khi mà đánh tới bốn mươi nha sơ mi sẽ có hai tầng khóa máu khi mà bị đánh tới bốn mươi thì sơ mi nó sẽ hồi máu xong rồi bị mất một tầng của sơ mi có hai tầng đúng không hai tầng 40 đánh tới 40 thì sơ mi sẽ mất một tầng sẽ còn một tầng khóa máu là vẫn còn khóa máu nha nó sẽ hồi máu lại bị đánh tiếp nó sẽ tới cái chạm chạm ngưỡng khóa máu lỗ 40 nó sẽ lại hồi máu lại đầy cây và nó mất luôn cái tầng khóa máu thì khi mà mất luôn tầng khóa máu rồi chỉ cần ăn một đam nữa mà đam nó đủ mạnh thì không sơ mi sẽ chết một mạng hoặc có thể chết luôn nếu như mà bị cái liềm Orochi nó gặt đó à, đầu năm tới đầu từ đầu năm tới nay á là tháng 1 là Paula, nè tháng 2 là K' phẩy tháng 3 sơ mi cuối tháng 3 là con la rồi tháng 4 là con Billy nè tháng 5 là con Rock, tháng 6 là con Maxima tháng 7 là con Google đó và tháng 8 là con neo sao tất cả những con tất cả những cái con mà mình vừa kể trừ con cao phải 15 đều là khóa máu pha ke có nghĩa là khóa máu giả tại sao lại dùng cái từ gọi là khóa máu giả các bạn phải hiểu là con cao phẩy 15 là cái con mà hiện tại đang có cái khóa máu xịn nhất cái game này luôn Lý do tại sao nó xịn? Là có nghĩa là khi mà ca phải mà nó có đủ điểm hỏa lực đúng không? Nó đổi cái điểm hỏa lực đó, nó lấy cái khóa máu rồi thì khóa máu sẽ tồn tại trong suốt cái lượt đó, à trong suốt một lượt có nghĩa là chúng ta hay dùng ở trong cái test gọi là trong vòng một lượt á thì ca phải nó sẽ không bị mất khóa máu bất kể ăn bao nhiêu đam nha, bao nhiêu đam, bao nhiêu tuyệt kỹ là cái khóa máu đó nó vẫn còn đó thì ca phải là trong cái tên mà có khóa máu là không chết được trừ khi, trừ khi nào? trừ khi là cái mất con áp mà nó bóp nó nó bóp mà đủ 18 tầng lửa tím đó, mà nó bóp con ca phẩy mà khi nó mà cái phần trăm nó tăng lên phần trăm tuyệt kỹ của con áp nó tăng lên đó, thì mới có thể giết được con ca phẩy hoặc là khi cái liệu Orochi mà cái lượt trước mà không kích hoạt được thì nó tăng phần trăm lên thì lúc đó ca phẩy mới chết được nha còn về lý thuyết là ca phẩy đang có khóa máu là không thể nào chết được không con nào giết được có thể là sao sao cái tên nó ca phẩy nó ăn là 100 tỷ nam đi sao cái tên nó nếu như ca phẩy mà nó bị mất khóa máu mà nó bị lửa đốt hoặc bị thiếu đốt bị hiệu ứng mà chết thì thì chị nó không nói đó, nhưng mà còn trong cái lượt cao phải đang còn khóa máu là cao phải không chết được trừ khi mà bị lưỡi liềm Orochi gặt đặc khi mà bị đủ điều kiện hoặc s mắc con áo thôi còn bị ăn quan sát thương là cao phải không chết còn những con còn lại là sẽ có một cái mốc khóa máu nhất định đúng không khi mà đánh chạm ngưỡng khóa máu sẽ hồi máu đồng thời mất một tầng khóa máu giống như là con cơ la 15, hoặc là con King ngốc đâu sao tới con khủng long á là hai con này là con cơ là có 5 tầng khóa máu mỗi một tầng là như là 20 mươi ta 20 tới con neo sao cũng là khóa máu 20 là con neo sao có thể giữ được cả năm tầng nhưng mà khi mà đánh chạm ngưỡng khóa máu nó sẽ hồi máu và mất một tầng cứ như vậy á à, cứ nếu mà con cứ có năm tầng đúng không đánh chạm ngưỡng 20 hồi máu còn bốn tầng đánh tiếp yêu ca phải từ kỹ tiếp chạm máu chạm tới 20 lại 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 hồi đầy máu lên mất là còn ba tầng cứ như vậy mà nếu mà ca phải rồi con át rồi con con trip rồi con gì ta rồi con con Yashiro đi đó rồi nó cứ tuyệt kỹ liên tục thì con Kula có thể trong một tên là bị dồn chết luôn nó là do là nó cầm cái phá máu gọi là không phải là phá máu gọi là xịn như của ca phải thì tất cả những cái con đó là đều có thể chết bởi cho nên là đó lý do tại sao mà mình dùng từ gọi là phá máu hoa ke rồi ờ về cái khóa máu của con thổ á khóa máu con thổ là cũng là nó là cái nằm ở cái khoảng giữa giữa con giữa cái tuổi còn lại rồi tới con thổ rồi tới con ca phải ca phải là xịn nhất rồi tới con Yashiro, rồi mới tới cái những con còn lại nhưng mà cái khóa máu của con Yashiro nó có một cái nhược điểm là nếu như mà cái lượt đó mà con Yashiro bị ăn nhiều ứng không tung được tuyệt kỹ hoặc không tung được đột chiêu thì là trong qua cái lượt sau là nó tuột sạch khóa máu luôn nó tuột sạch luôn là không còn cái cái giọt khóa máu nào luôn giống như mới vô Yashiro là tên một là sẽ khóa máu ở 70 tên một Yashiro có miễn khống đi đúng không thì là sẽ không dẫn tung tuyệt kỹ rồi kia bình thường đó nhưng mà qua tên hai bị ăn băng, bị ăn xích của con quýt rồi kia các thứ đúng không không tung được tuyệt kỹ mà ăn nhiều đam quá tại do con thổ hút nam thì là qua hết cái tên hai qua tên ba con thỏ tuột sạch luôn đó tuột sạch khóa máu vậy cho nên là về cơ bản khóa máu của con thổ vẫn gọi là khóa máu pha ke hay còn gọi là khóa máu lỏ nhưng mà nó nhỉnh hơn của cái của cái tụi con sơ mi này á là do kiểu như nó là một cái móc khóa máu cố định chỉ cần con thổ mà có đồng đội mà giải hưởng cho và nó tự tung được kỹ thì con thổ nó không sợ nó có thể tăng được từ đầu game cho tới cuối game với điều kiện là có đồng đội giải hưởng đó rồi và cái vấn đề tiếp theo mình muốn nói là con sơ mi này à, nên sử dụng là ở hàng trên tức là để tăng hay để ở hàng dưới hoặc là đam thì hiện tại cái tim mình ở bên sẹo của trung á mình đang để con sơ mi là tăng tại do là con 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 quýt mình cũng yếu nè rồi con 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 cưa la mình cũng phải để ở hàng sau tại do cưa la để lên tăng mà tim mình thui thì nó rất là dễ toan sơ mi này á ở trong một cái năng gốc của nó là nó sẽ có một lần sẽ được không đam nhưng mà khi bạn nâng lên tứ môn nó sẽ được hai lần nha nâng lên nhị tứ môn á, thì mình nói tắt là tứ môn á, sẽ được hai lần không đam và cái không đam của con sơ mi này bên sẽ coi chung á là né được cả đam tứ hồn luôn có nghĩa vụ mà trong tới lượt bao cuộc vốn đi bên kia kích tứ hồn đúng không mà sơ mi đang đứng tăng thì khi mà cái rùa cái gấu rồi cái đánh vô con sơ mi dù cái gấu thì nó quẹt vô sơ mi thì pha đó sơ mi sẽ không đam rồi có nghĩa sơ mi sẽ không bị mất máu hoặc không bị mất cái khiên tứ hồn là do sơ mi đã, đã, không đam rồi đó thì sẽ được hai lần không đam thì sơ mi này tăng cũng khá là ok đó, tăng người cũng 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 ok ngại ngại mình đang cũng để tăng nha À, mình cũng có ngày xưa mình có để con sơ mi đằng sau rồi ấy, nhưng mà tại vì hồi xưa là mình chơi cái combo là để cho con cưa la búp nổ vụ sơ mi nổ trước rồi có con cưa la búp nổ cho con sơ mi để con sơ mi nổ tiếp để gây uh, tê liệt rồi kia lên á à, nhưng mà do là bây giờ là kiểu như team mình đuổi quá là thiếu tăng rồi tăng còn xài con Doret cho đỡ cho nên là mình phải để con sơ mi lên tăng thôi đó thì là con sơ mi này về cơ bản mình nghĩ là nếu mà tim thiếu tăng á, thì để cho nó làm một con tăng ngã cũng ok còn nếu như mà nói về đam thì sơ mi cũng đang có nó cũng chỉ gọi là ở mức gọi là bình thường thôi không phải là cái đam mà bá quá như con quýt kiểu kiểu như vậy à, s mắc của sơ mi là gây sát thương một con một cái con thấp máu nhất rồi gây sát thương lan là những con xung quanh và cái con mà thấp máu nhất là chắc chắn bị chí mạng nha chắc chắn bị chí mạng nhưng mà chí mạng nó không có nhiều nghĩa lý tại vì đa số bây giờ toàn xúc giật khóa máu không à <laughs> xúc giật khóa máu không đó thì là về cơ bản thì mình đã phân tích cho các bạn về cái điểm mạnh cũng như là cái cái nhược của con sơ mi này á À, thì mình cũng chốt lại như một câu mà mình vẫn hay nói nếu như là bạn là người đam mê thì bạn chơi gì cũng được nhưng mà còn nếu mà bạn hỏi mình thì con sơ mi này mình mình khuyên là không nên chơi không nên chơi à, có mấy thanh niên mất công lại nói là bạn bạn khuyên tôi chưa tôi không chơi mà tại sao bạn lại chơi tại vì do là mình chơi là tại do là mình là sẽ quy đi đầu với lại mình thích con sơ mi thì mình chơi thôi đâu phòng cái tâm hồn này cái tâm hồn nó, nó to như vậy nè thì ai mà không thích đúng không ai mà không thích với lại về cơ bản là tim mình lúc đó là cũng đuổi quá rồi bởi cho nên là mình phải bắt buộc phải lấy một cái con để mình thay vô từ từ chứ đúng không? Đó. Thì là mình thích thì mình chơi thôi thì cái chuyện đó là chuyện riêng của mình. Nhưng mà còn nếu như mà mình khuyên thật sự mình nghĩ các bạn nên để kim cương à, chơi cái hồn lực năm bí điển là quay bí điển năm sao rồi lấy con Cura la 15 hoặc nếu mà sắp tới mà nó ra con cơ la 15 chung với lại con Google nữa kiểu như trong một tháng 12 mà ra hai con á mà phải lấy cả hai con kim cương đâu nữa mà chơi, đúng không? Mà chưa kể còn ba cái bộ mà cơ lỗi hoặc cái à, ba cái run đồ này kia nữa chứ kiểu như là sơ mi này là chắc là cầm cái uh, mình nghĩ là chắc là cầm cái lực thời không hoặc là cái hỗn loạn để gây để gây được tê liệt này kia đó nói chung là nó sẽ dễ giảm chân nhau khi mà bạn chưa kể là mấy cái cơ lỗi đúng không mấy cái cơ lỗi của con kỹ thì nó là giống nhau trong khi bạn nên dồn dồn cho con cư la hơn rồi thì video này mình uh, mình đã phân tích cho các bạn về điểm mạnh yếu và cũng như là nên chơi không nên chơi con sơ mi uh, OG sơ mi 15 này bên sẹp global nếu các bạn thấy hay và bổ ích thì để lại cho mình một comment, một like share, một đăng ký kênh ủng hộ mình. Hẹn gặp lại mọi người ở các video tiếp theo. Thank you for watching. See you next time.